Thưa quý vị và các bạn, xã Tà Văn, thị xã Sapa là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Giấy với những nét văn hóa truyền thống độc đáo và đặc sắc, trong đó có nghề thêu may thổ cẩm. Phát huy thế mạnh này, Tà Văn đã đẩy mạnh thực hiện biến di sản thành tài sản, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Chị Tần Lơ Mẩy là hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Tả Trải Dao. Ruộng nương ít, đời sống của gia đình chỉ dựa vào khoản tiền chị đi làm thuê cho các vườn rau hoa. Một năm nay, chị được xã, thôn vận động tham gia dự án hỗ trợ bảo tồn nghề thêu truyền thống, có thêm thu nhập. Sau khi được chính quyền xã tuyên truyền lớp học nghề truyền thống, tôi thấy rất ý nghĩa. Tôi cũng học được những họa tiết hoa văn để thêu ra những sản phẩm như ví, túi và tranh để bán cho khách du lịch. Dự án hỗ trợ bảo tồn thêu truyền thống tại thôn Tả Trải Dao được thực hiện từ năm 2023. Tới nay đã có 30 hộ tham gia. Các hộ đã tạo ra được những sản phẩm mang nét đặc trưng của nghề thêu dân tộc Dao, lại có tính hiện đại, được nhiều du khách lựa chọn khi đến tham quan trải nghiệm. Đối với tôi, nó là một cách rất là tuyệt vời để khám phá Việt Nam thông qua cái việc thêu thùa, cái nghề thổ cẩm, của các bà con ở tại địa phương. Trong cái hành trình mấy ngày Sapa, tôi đã mua rất nhiều quà để trong túi của tôi. Thực hiện chủ trương biến di sản thành tài sản, cùng với bảo tồn nghề thêu truyền thống của đồng bào Dao, xã Tà Văn cũng đã thành công trong phát triển nghề thêu may của đồng bào Mông, Giấy, từ đó phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của kinh tế du lịch địa phương. Nghề thêu của bà con thì là từ nhỏ cũng đã làm rồi, nhưng mà qua thì cũng bị mai một rất là nhiều. Qua có cái lớp thì cũng vận động tuyên truyền, một số bà con tập hợp lại và để mình quảng bá những cái sản phẩm đấy. Từ cái thu nhập đấy thì bà con thấy là khi đi làm thuê mới ở nhà mình làm cái sản phẩm đấy thì nó có hiệu quả hơn nhiều. Cho nên là bà con sẽ bám trụ lại ở địa phương để làm những cái sản phẩm đấy ra để quảng bá thị trường. Có giải pháp hiệu quả, cách làm phù hợp, nét đặc sắc của thổ cẩm Tà Văn không chỉ được bảo tồn mà còn phát huy giá trị, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách.